Việt Phổi Nghệ An với các vai diễn Mỹ Hạnh trong vai người vợ, Văn Trọng trong vai người chồng, Viết Thi trong vai bà bán nước, Quỳnh Anh, Huy Hà trong vai điều dưỡng viên, Thanh Hà trong vai chị gái Mỹ Hạnh, bác sĩ Hà trong vai bác sĩ điều trị. Tiểu phẩm xin phép được bắt đầu. Dòng như là nỗi đau đã cạn, cơn mưa trong tim cũng đã tàn, anh bán đi mọi nỗi buồn về chẳng còn gì ngoài thanh thản. Cho bác bạc nhá, trời đẹp đi mà hụt nước thuộc đấy con chị Băng ơi. Cất cái chân lên mà. Cái gì nữa? Nhớ nhạc chị. Mần cái gì nữa? Mần tí hay? Mần gì mà mần? Mần tí. Cái ánh mỹ hay rồi. Người ta bùng tỏ đi rồi. Mần cái gì được? Chắc đúng là đàn ma con gấy. Chắc đáng mồ. Từng nở suy nghĩ rửa thôi. Trình vi được bùng mới tỏ đã được đó. Người ta nói là mơ được đấy này. Ơi, anh á, suốt ngày á, cứ thuộc thôi. Cứ phi veo cái điều thuộc rửa, ai mà chịu ấy được. Để rửa chứ mất rắn này. Chứ rắn nữa, chứ trong nhà người già này, con nhỏ này, vợ thì đang mang bầu gì. Mà suốt ngày cứ hụt thuốc rửa, đến chết mất thôi. Mà anh ở gần bệnh viện phổi, người ta suốt ngày tuyên truyền, nào là hụt thuốc lá có hại cho sức khỏe, có nguy cơ mắc các bệnh với đường hô hấp, thậm chí là ung thư nữa mà anh biết sợ à. Mà tôi nói cho anh biết này, anh hút thuốc á, không cán gì cả, chứ mà cái người ngửi gói thuốc đấy á, cũng có nguy cơ mắc bệnh đó. Đúng rồi. Nói nó sờ gì cả đấy. Chứ thầy vẫn khỏe bình thường. Khỏe cái gì mà khỏe. Mà bữa trước á, anh đi khám anh đã xem kết quả chưa? Chứ kết quả rắn hề. Rắn nữa, phổi á, rồi như cái rổ rồi. Cái phổi tôi chưa rồ, cho cái mặt rồ hết rồi đấy này. Mà nước bọt nhiều đi. Mà tôi nói cho cô biết này. Mồm tôi hụt chứ cô hụt mà cô lo. Mà dư sống chết có số rồi. Tôi nó khỏe lắm. Tôi nói cho anh biết này. Cái thời gian á, anh hút thuốc á, anh lo vụ giúp túi việc nhà này. Suốt ngày cứ thuộc. Vợ phải con chứ căn nhà căn nhăn. Không tao hụt trong nhà thì ra ngoài hút. Chồng với con chứ, nói một câu là cài một câu. Đến chết mất đấy. À, xa, may quá, nó thấy cái thằng cha bù về mốc ạ. Anh mua hàng, em có anh mua hàng. Quán em đây có bán trà ngon, em đây có bán hàng ngon. Chà, khách khứa thì nó thấy mô, toàn thấy ruồi với mùi đấy. Khách gì? Cha vợ con như căn nhà căn nhăn. Cho tôi cốc nước mà. Giật cả mình. Mời chú ngồi đây đấy. Mời chú làm chân nước. Chú, có làm tí không? Túi bên đi có hàng ngon đó. Chứ nhìn rí có cái chi ngon này. À cái chủ nghĩa rằng tôi con gái chưa chồng đó. Mới có điều tôi là để sau. Tôi nói là nói cái ní này. Thuộc mới đó. Chứ đưa tôi coi thử mà. Chứ mà tôi nói về ó này. Ở nhà thuộc thả thắng long. Cho thắng thì nó tôi không hụt mà. À cái chủ nghĩa rằng này. Rưỡi chú biết rồi. Nghe đây này. Lắm. Em sẽ không nói và không hay làm liều. Em nhấp tít bên âu thế nên về lên tận ốc.
mặc dù chưa có tem thôi, thế nhưng ngon hơn lời đồn. Hát gì à, chỉ còn cái lọt cho tôi mới cỏ thôi. Chắc tưởng là ráng, quả ra là mới thuộc. Đấy mất điều mà. Đấy. Đấy, ngay luôn. À nhá. Tôi là tôi rinh à lâu lắm rồi nhá. À nhá. À có thấy cái chí thế đấy không? Cái chí? Ai cho à bán thuốc cược công viên đó đi. Mà tôi nghe nhá. À nhá. À là hay bán thuốc lâu lắm rồi nhá. À cái bạc này hay hề. Tôi bán nước cho thuộc tháng chứ. Bạc cũng uống nước thì ngồi xuống đây tôi rót cho một chén. À đừng có điêu. Cái chí đây. Ha. Cái chí đây. Trời ơi, thuốc chí mà không có tên nhá, báo y thương gốc nguồn gốc gò rang chứ cả. À con chổi à. Đây, của chủ ní, đây có túi, tôi không biết. Ngô ra ấy. Anh à, mày, mà tôi nói cho à biết nhá. À có biết, theo Nghị định 176, quy định năm 2013, xử phạt 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi bán thuốc lá không in nhãn mác, dễ mắc tỏ ràng và không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì sản thuốc. Mà theo Nghị định 185, bán thuốc cho người chưa đủ 18 tuổi. À biết chưa? Bạc ní hay, tôi nói này, cái dôi cuối của bạc á, vừa to lại vừa dai, các bạn cứ đấm được, mắt răng ngoài em chịu được. Anh đưa có điêu. Mà cái anh đi, anh đã 18 tuổi chưa? Chứ bạc nói rắn chứ, tóc em bạc hai màu rồi. Mà năm đi 18 tuổi nó thơm mẩy đi đó. À rửa à, ôi dai, cái thằng chán đi đâu lại. Ê, đồ anh bắt được em, đồ anh bắt được em đi. Đứng lại. Chứ cái ngày đi rắn này, ở nhà thì vợ, ra đây anh ả ní nữa, đúng là mệt chết luôn. Chị em giàu ní bao bì răng rồi. Thôi chị đừng nhắc nữa chị ạ, em đang chán lắm. Chồng em suốt ngày ở nhà cứ phi pheo cái điếu thuốc thôi. Chà, đáng mà chị thấy em mệt á. Em đang giàu ní không biết thôi tiếc thế nào mà em khó thở lắm chị ạ. Chị nói mới nữ đấy, em dư khó thở lắm. Chú Trong, lại có con này răng đây. Vâng em mà chị, Cho em khó thở răng đó. Em khó thở quá. Con này đứa đi viện thôi. Ôi rồi chứ đi viện mỗi chị hay. Thì khó thở thì đi viện phổi gần đấy này. Ôi nhanh ta không? Ta đi chị ơi. Nhanh lên. Nhanh anh ta giúp đỡ tôi với đỡ anh em mau một cái. Bao nhiêu lâu rồi, không biết là mẹ con hẳn nó răng trống á. Mà răng trơn ấy. Chú giờ đang thuộc lá nữa hay. Chú có lẽ mọi chuyện thì đang rồi túng lên. Mà thuộc của điều thuộc chỉ cứ căn nhăn rồi hay. Còn hành là ngay mẫu hẳn cũng phan nan. Ngửi mùi thuốc lá là hẳn khó chịu đau đâu ruột ngay đó. Chú không lo à? Alo mẹ à? Dạ, vợ con hẳn khó thở nhẹ nhẹ. Ở đứng năm cấp cứu mẹ ạ. Rồi, con chào mẹ nhá. Chào anh, đề nghị anh dừng ngay việc hút thuốc lại. Đây là nơi công cộng, nơi có nhiều người qua lại, đặc biệt là bệnh nhân. Việc anh hút thuốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe của họ rất là lớn. Theo Nghị định 117 năm 2020 của Chính phủ, việc anh hút thuốc lá có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 đến 500 ngàn đồng. Và đặc biệt, anh hút thuốc lá đấy gây cháy nổ rất là lớn. Đề nghị anh dừng lại. Đó, chú ló mà dập đi, họ nhắc nhở rồi này. Đi. Dạ, chuyện không có chí. Tôi xin phép bà. Chuột mùi sẽ là con voi. Chuột ngay thuốc lá thôi. Mọi người ơi, bệnh nhân lên con khó thở. Mọi người vào chụp một tay ạ. Tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Mọi người tiếp tục theo dõi sát bệnh nhân. Điều dưỡng Quỳnh Anh mời người nhà vào, bác sĩ tư vấn. Cho tôi hỏi, ai là nghe nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ạ? Dạ, tôi đây ạ. Mời anh vào, bác sĩ có tư vấn về sức khỏe của bệnh nhân ạ. Chào anh, mời anh ngồi. Anh là dạ. Người nhà của bệnh nhân Hạnh. Dạ, chào bác. Tôi là chồng của Hạnh đấy ạ. Dạ, vợ tôi thế nào đây bác? Thì Hành mang thai 32 tuần vào viện với tình trạng cấp cứu và tình trạng khó thở, suy hô hấp cấp rất là nặng. Tuy nhiên, sau khi quá trình các bác sĩ tự cấp cứu, tình trạng của chị và cháu đã ổn định.
Không biết là hồi nhỏ chị có bị bệnh lý phổi gì không nhỉ? Thì nghe người nhà kể hồi nhỏ có hén nhẹ, nhưng mà thỉnh thoảng khó thở nhẹ nhẹ rồi thôi. Tình trạng của chị là do hút phải khói thuốc lá trong một thời gian dài. Trong khói thuốc lá có hơn 47.000 hóa chất, trong đó có 56 chất có thể gây ung thư phổi. Hút thuốc lá, khói thuốc lá có thể rất ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của thai nhi. Mẹ trong quá trình mang thai nếu hít phải khói thuốc lá thụ động thì con có nguy cơ mang dị tật bẩm sinh, chậm tăng trưởng, chậm phát triển trí tuệ so với những trẻ khác. Vì thế để đảm bảo sức khỏe của vợ và anh, vợ con anh trong tương lai thì anh phải dừng việc hút thuốc lá ngay từ bây giờ. Chứ mà bảo cậu bạc là em hút 57 tuổi dư, chắc là mới khó bỏ bạc ạ. Bạc biết hút thuốc lá thì rất là khó bỏ, nhưng vì sức khỏe của bản thân anh, của vợ con anh, bạc anh sẽ cố gắng và bạc tin là anh sẽ làm được. Dạ, em sẽ cố gắng. Bây giờ anh có thể vào với vợ con anh. Chị Hà, tao vào thăm vợ em. Ừ, chú đi cho tôi với. Trong trầm ngâm suy nghĩ, những lời của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai anh. Tình trạng vợ anh hiện tại do hít phải khói thuốc lá trong một thời gian dài, anh phải bỏ thuốc ngay từ bây giờ. Vì sức khỏe của em và của con em, anh hứa anh sẽ bỏ thuốc lá. Vì sức khỏe của bạn và những người xung quanh, Thầy thuốc lá. Phần thi tiểu phẩm của đội Bệnh viện Phổi Nghệ An xin phép được kết thúc. Một lần nữa chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng thể hợp thể hội thi sức khỏe, chúc thi thành công tốt đẹp. Gửi mic cho em để em khỏi đi vong. Xin được chúc mừng cho phần dự thi với tác phẩm Thức tỉnh của Bệnh viện Phổi Nghệ An. 2 phút chuẩn bị cho Trung tâm Y tế thành phố Vinh. Tiểu phẩm